Thưa quý vị, thông tin mới nhất từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân bị thương nặng nhất trong vụ cháy chung cư Carina Plaza ở tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh là anh Lê Phan Trọng Nhân, sinh năm 1988, đang dần phục hồi và có những chuyển biến tích cực. Nạn nhân Lê Phan Trọng Nhân nhập viện ngày 23 tháng 3 trong tình trạng bỏng hô hấp, hôn mê, tổn thương não nặng và thở máy. Theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đang dần hồi phục và có những chuyển biến tích cực. Hiện tại do chưa phát hiện tổn thương não nên có thể phục hồi và không để lại di chứng. Tuy nhiên do hít phải nhiều khói bụi nên phổi bị ảnh hưởng. Hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy còn đang điều trị cho 10 nạn nhân khác trong vụ cháy chung cư Carina hồi rạng sáng ngày 23 tháng 3 năm 2018. Tất cả các bệnh nhân nhập viện đều trong tình trạng bỏng đường hô hấp.